Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 6 thực hiện phép tính. Cho cái đề là 64 ta nhân cho 132, ta trừ cho 32, ta nhân cho 64. Như vậy thì chúng ta thấy là đây là có một cái cụm tích bên này, được không? Đây là một cái cụm tích. Và chúng ta trừ cho cái này là cũng là một cái cụm tích, là một cái cụm tích. Như vậy chúng ta thấy là cái cụm tích bên này là có 64, được không? Có 64. Còn cái cụm tích bên này cũng có là 64. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài. Như vậy thầy đặt nhân tử chung ra ngoài thì đây 64 đem ra ngoài. Như vậy cái cụm bên này thì chúng ta sẽ còn lại là 132. Cái dấu trừ này chúng ta ghi lại. Còn bên này thì 64 này đem ra ngoài rồi. Như vậy còn là chỗ này là 32. Như vậy là tiếp theo thì chúng ta sẽ tính ở trong cái mặt trước. 64 này chúng ta ghi lại. 132 ta trừ cho 32. Như vậy còn lại là 100. Vậy là 64 ta nhân cho 100 thì chúng ta sẽ được là 6.400. Chúng ta xem là cái bài thì chúng ta xem có vấn đề gì cần lưu ý hay không. Cái chỗ này thì cái cụm này chúng ta có 64, bên này có 64, chúng ta đặt nhân tử chung. Như vậy là chúng ta sẽ nhận định cái bài này, chúng ta sẽ đặt nhân tử chung. Rồi xuống đây thì chúng ta sẽ làm trong cái mặt này trước. Đó, rồi chúng ta nhân vào. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.